Tiểu thuyết Ngôi nhà Petrodava, tác giả Rọt Siêu, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Đoạn 6, chương 3, xử tử kẻ phản bội. Bây giờ, sự thật ở dưới mắt chúng ta, Dionysia Rosanna Arbuston nói. Nàng nói với người chăn ngựa, với Pantelimon hay đúc. Nàng giải thích: tôi nói với chú Pantelimon, vì đôi khi con người cần phải nói. Tôi không còn ai hết, những người có khả năng nói tiếng người. Không có họ hàng chung huyết thống. Mẹ tôi, bà Elvira đã chết. Cha tôi, Petrarchi Roca đã chết. Stella Arbuston, đứa con gái nhỏ của tôi chỉ có 4 tuổi. Nó quá nhỏ, chỉ còn chú, người kế thừa của dòng họ Hai Đúc. Hàng thế kỷ nay là người giúp việc, bạn hữu, người đồng hành vui buồn của những người nôi ngựa Roca ở Petrodava. Những con ngựa được người họ Roca và Hai Đúc nuôi có trong tất cả các đế quốc lân cận. Mắt Rosanna đẫm lệ, nàng khóc, những vết thương của nàng hở miệng. Nàng không phải là người sức thuốc lên vết thương để quên đau đớn. Nàng chặt tay chân hay các bộ phận nào trên cơ thể đang có thương tích, hay chờ một cách khắc kỷ đến khi vết thương lành, mặc cho vết thương đau nhói. Nàng giải thích, khi đàn ngựa tiết lộ sự ngoại tình, anh ta, kẻ phản bội, anh ta là người đồng bằng mà tôi đã lấy làm chồng. Thét lên, ngay ở đây, trước hành lang mà giờ đây chúng ta đang đứng. Rosanna, vợ yêu quý của anh, em là một phụ nữ văn minh. Em không phải là người châu Phi để tin phù thủy và ngôn ngữ súc vật. Em không thể tin vào đàn ngựa không nói chuyện. Rosanna đập vào tấm đá lót thềm bằng chiếc rìu của mình. Nàng nói, và đây, đàn ngựa có thể nói chuyện. Đàn ngựa có thể tố cáo thói hư tật xấu mà con người đã phạm. Đàn ngựa đã tố cáo, sự tố cáo của chúng không dối trá. Dionysia Rosanna, có lẽ là... Pantelimon nói. Không có có lẽ, Dionysia Rosanna ngắt lời ông. Nếu chú là người không có thể diện và thích nhìn sự bẩn thỉu, dúi mũi vào đó, xoay qua lật lại theo chiều gió, vì vui thích như lũ heo và các thám tử, thì hãy lên yên ngựa và đi xem. Tôi không phải là người cam tâm dẫm vào rác bẩn. Cứ đi và nhìn xem, cách đây 30 cây số, xuôi xuống chân núi, có quán trọ Ham và Rosa Monella, Ham luôn đi xa, như mọi người Do Thái, để làm ăn. Những người này chỉ có một tổ quốc tròn và nhỏ, đến nỗi họ có thể bỏ vào túi, đó là tiền. Họ hy sinh tất cả cho tổ quốc mình. Chúng ta gọi tổ quốc này, đồng tiền này là mắt quỷ. Mỗi lần chồng tôi ra ngoài để luyện ngựa, anh ta xuống quán trọ tiền vàng. Nơi đó, anh ta được Rosa tiếp đón. Arbuston của tôi, thay vì đi ngang quán trọ và tiếp tục lên đường, như thế mới phải, lại đưa đàn ngựa vào sân để ẩn náu. Và anh ta lao vào vòng tay của bà chủ. Rosa Monenda là một phụ nữ có nước da trắng như giấy viết thư, mở khiến dốc dáng và đường nét của bà ta tròn trịa, với đôi tay trắng và êm dịu như bông. Bà ta có gương mặt tròn, mắt nhỏ và gian xảo, tóc đỏ như lửa. Người ta có thể nói đó là một con mèo cái, đó là một sinh linh để chơi đùa, để được đè trên gối, dành cho khoái lạc. Anh ta đã giết thì giờ ở chỗ bà ta, vì anh ta mà đàn ngựa rất buồn vì cảnh ngoại tình diễn ra trước mắt chúng. Và chúng đã nói, mặt khác tôi biết chuyện ngoại tình trước khi đàn ngựa nói. Tôi đã bị đầu độc. Tôi không biết thứ thuốc khiến máu huyết tôi, suy nghĩ của tôi và những giờ khắc của đời tôi bị đầu độc đến từ đâu. Vì hành vi ngoại tình là một liều thuốc độc. Chậm chậm, nhưng chết người. Người chồng phạm tội, đầu độc người bạn đời. Vì vậy, trong những xã hội đàn ông xưa kia, kẻ ngoại tình bị xử tử như những kẻ đầu độc. Tôi bị nhiễm độc đến mức độ, tôi đã ngồi hàng giờ không cử động được. Ngày kia, tôi đoán ra thứ thuốc độc này đến từ đâu. Mũi tôi đánh hơi thấy trong áo lót, trang phục và trong tóc, da và móng tay của Lucian, mùi hương của người đàn bà tóc đỏ. Tôi đã ngửi thấy từ xa, mùi đó lan tỏa trong cả nhà. Mọi vật đều đẫm mùi hương của người đàn bà tóc đỏ, mặt tròn, da trắng và mắt gian xảo. Tôi thấy bà ta, trước khi thật sự biết bà ta tồn tại, bà ta đầu độc tôi với thân hình tròn trịa như búp bê da trắng, răng sóc, hàm răng được tạo ra để đùa nghịch với người qua đường và để cắn ngạt dẻ gặm kẹo suốt đời. Rồi những con ngựa đã nói lên, chúng đã khẳng định, và mẹ tôi chết, bà bị giết cũng vì chất độc đó. Tôi cũng vậy,
Tôi đã biết, Domnitsa Hosanna. Băng Telemon hay đúc nói, ít ra tôi cũng biết cùng lúc với cô, nếu không là trước đó, tôi thấy cô gặp nguy hiểm chết người, đang bị đầu độc do nọc độc của tội lỗi mà chồng cô lây sang cho cô. Anh ta là chủ nhân của tôi và của Petrodava. Nhưng nói cho tôi biết, Domnitsa Hosanna, liệu tôi có quyền nói với cô tại sao cô cứ ở trong nhà cả ngày và tại sao đàn ngựa bị bệnh? Chú không có quyền đó. Domnitsa Hosanna trả lời, chú đã làm đúng khi không nói với tôi. Nếu chú nói, tôi đã cho chú ăn rồi. Từ ngày nàng biết chắc là chồng đã lừa dối mình, Domnitsa Hosanna đã cô lập người đàn ông, mang di trùng tội lỗi vào nhà, vào giường và trong da thịt nàng. Ngày ấy, anh ta đã ngừng sống đối với tôi. Domnitsa nói, đó là một người chết. Tôi không còn tình cảm, không còn nhìn anh ta, cũng không còn giận ghét anh ta nữa. Làm sao ghét được một điều không hề tồn tại? Vì anh ta không còn tồn tại nữa, như một vật bị ta đốt cháy sẽ không tồn tại. Ngày mà tôi biết chắc và biết chi tiết, ngày ấy tôi đã ôm Sela trong tay và rút lui vào gia tắc. Ai đã tạo ra gia tắc đáng được ban phúc lành? Căn phòng dành riêng cho phụ nữ trong tất cả những ngôi nhà của chúng ta. Tôi rút vào đó với con gái trong tay, như con thú bị thương chui vào hang, để chịu đựng nỗi bất hạnh mà số phận đã giáng xuống cho tôi, để khóc và nhất để đợi giờ khắc mà công lý được thực hiện. Cô thật can đảm, Domnitsa Hosanna. Cô là nữ chủ của Petrodava, từ chối đàn ngựa, ở nhà và rút lui vào gia tắc. Cô thật can đảm, Pantelimon hay đúc nói. Tôi đã nhường ngôi nhà và đàn ngựa và tất cả những gì tồn tại trong thế giới của Petrodava cho anh ta, như người ta nhường nhà, đồng ruộng, cánh rừng cho gió. Domnitsa Hosanna nói, đúng vậy, như thể tôi dứt bỏ tất cả cho gió, vì tôi biết rằng gió sẽ đến rồi đi, anh ta sẽ là chủ nhân một thời gian nào đó, nhưng rồi anh ta sẽ biến mất như gió, và tôi sẽ trở lại. Tuyết rơi ở Petrodava, mũ trùm nhọn bằng da cừu của Pantelimon hai đúc, chiếc mũ trùm có dạng chóp cây thông, trắng xóa vì phủ bông tuyết rơi. Hosanna đi dạo chậm chậm bên cạnh người chăm ngựa. Chiếc rìu banh tắc bằng bạc trong tay cắt như dao cạo. Nàng đi trên tuyết mềm và trắng, khi nàng nhớ đến làn da trắng của Rosa Monella. Bây giờ, bà ta chắc đang ở với chồng nàng, dùi mình trong chiếc giường tuyết trắng ở quán trọ. Rosanna biết rằng, chiếc giường của Rosa Monella có nệm êm, có gối nhồi bông màu trắng với những đường thêu nhẹ nhàng, tinh tế. Dưới đất có những tấm thảm đắt tiền và căn phòng tội lỗi ngát hương phương Đông. Nàng trở về nhà, đi khỏi thấy tuyết gợi nhớ đến làn da và chiếc giường trắng của Rosa. Trong gia tắc, Rosanna thắp đèn ngủ với tượng thánh George. Bấc của chiếc đèn ngủ làm bằng rễ thông cho một ngọn lửa nhỏ nhoi chỉ rọi sáng phần dưới của tượng gỗ. Domnitsa Hosanna ra khỏi phòng để không còn nhìn thấy con rồng nữa. Con rồng khiến nàng nhớ đến kẻ ngoại tình, tội lỗi. Trên hành lang, những án tuyết lớn đang rơi. Những bông tuyết to gợi nhớ cho Hosanna những chiếc lông ngỗng mà người Do Thái dồn đầy những chiếc gối vuông lớn. Những chiếc gối trắng dồn lông lúc này có hai tấm thân như đống tuyết đang dùi sâu vào đó, là chồng nàng và Rosa Monella. Mỗi bông tuyết từ trên trời rơi xuống tấm thân của Domnitsa Hosanna và quanh nàng là một sự khiêu chiến, vì chúng gợi nhớ đến những chiếc gối ở quán trọ tiền vàng. Bóng dáng của Rosanna Arbuston tựa vào chiếc rìu banh tắc trong sân Petrodava như một cây thông non bị giông bão nội tâm quất mạnh. Rơi đi tuyết ơi, cứ rơi không ngừng để phủ hết các nẻo đường, hãy chất nhanh thành đống trên cầu để kẻ phản trắc không thể về ngôi nhà Petrodava. Hãy tạo công lý trời cao ơi, hãy để cho tuyết rơi, hãy làm cho những ngọn núi tuyết mọc lên trên đường, cao đến ngang trời để kẻ phán trắc không thể vượt qua. Hãy để hắn đừng đến gần ngôi nhà ở Petrodava, hãy để hắn đi xa, hãy để hắn đừng vào nữa với mầm mống của tội ác trong ngôi nhà này. Hãy để cho ngôi nhà của ta đừng bị ô uế, đừng để gối, khăn trải giường của nhà ta giấy bẩn vì người đàn ông phạm tội. Tuyết rơi rất nhiều, như thể trời cao đáp với Domnitsa Hosanna, nhưng Hosanna không hề ảo tưởng. Người rơi cũng vô ích thôi tuyết ơi, trời cao có lẽ rộng lượng, lời cầu nguyện của ta có lẽ được thực hiện.
trong vài giờ, tuyết có thể phủ các nẻo đường và các ngọn núi mới sẽ mọc lên ở Pitorava và cô lập anh ta như một thành trì. Những ngọn núi tuyết có thể mọc lên tới trời. Đàn ngựa của ta đang kéo xe trượt tuyết của kẻ phản trắc cũng sẽ đưa anh ta về nhà. Những con ngựa sâu ca bơi trong tuyết cao gấp 5 lần chúng. Đàn ngựa của ta có thể bơi trong ngọn lửa trắng của cơn bão tuyết. Không có gì ngăn được chúng trên đường. Đàn ngựa sẽ đưa chúng về đây. Đàn ngựa của ta có thể đưa chúng về ngay cả từ địa ngục. Nếu Hosanna thuộc một nòi giống khác, chứ không phải Pitorava, nàng sẽ vứt bỏ người chồng ngoại tình. Nàng có thể giết chàng, đầu độc chàng. Kiểu âm mưu này của một người đàn bà ở Pitorava thì không thể hình dung được. Nàng không tấn công từ phía sau, cũng không tấn công gián tiếp. Ôi, nếu nàng là người phương Đông, nàng có thể hành động như Dalila trong Kinh Thánh với Samson. Nhưng đối với Dominisa Hosanna, trên trái đất này chỉ tồn tại một cuộc chiến trung thực mà người ta phải đối đầu. Chỉ có điều nàng là phụ nữ. Lucian Apostol là một người đàn ông quen chiến đấu. Nàng chỉ còn lại mưu mẹo, sự hèn nhát, tấn công nham hiểm. Với tư cách là phụ nữ ở Pitorava, thẳng đứng, chỉ biết những đường thẳng, thì những phương tiện này với nàng là cấm kỵ. Chính trên quỹ đạo này nàng đợi chồng, hùng dũng và kiên nhẫn, dù nàng run rẩy khi nghĩ đến chuyện giáp mặt với chàng, vì nàng đợi phát lệnh tấn công để thắng chàng trong trận chiến công bằng, để buộc chàng phải quỳ gối dưới đất như những kẻ bại trận hèn nhát, để thấy chàng van xin sự tha thứ như các nô lệ bại trận và từ chối ban ân huệ cho chàng, để ấn định hình phạt xứng với kẻ sát nhân, kẻ ngoại tình và phản bội. Hosanna đổi chỗ cả buổi chiều. Ban đêm, nàng ra khỏi nhà và đến chỗ đàn ngựa. Chồng nàng chưa về. Bây giờ, chàng bỏ nhiều thời gian ở quán trọ tìm vàng. Đàn ngựa không ngủ, chúng dẫm móng, quay nhìn và hí vang khi cảm nhận bước chân nhẹ nhàng của Dominisa Hosanna bên cạnh. Tại sao chú giả vờ ngủ, Pantelimon? Hosanna kêu lên. Giường của Hai Đúc được đặt gần đàn ngựa. Từ hàng trăm năm nay, những người họ Hai Đúc ở Pitorava ngủ gần ngựa. Nhưng Hosanna biết lúc này Pantelimon không ngủ. Ông chỉ giả vờ ngủ vì xấu hổ. Tôi biết không có người họ Hai Đúc nào có thể ngủ khi ngựa chưa về đầy đủ. Và có bốn con ngựa đang thi với chủ của chúng bên ngoài trong cơn bão. Tôi biết chú không ngủ được, chú đợi chúng. Thực thế, ngay cả khi thiếu một con ngựa, Hai Đúc cũng không ngủ. Không phải vì ông không muốn ngủ, ông không thể làm khác. Ông chờ đợi, mở mắt đến rạng sáng. Cả đêm, khi bầy ngựa đến, Hai Đúc ra cửa đón chúng. Ông lao tuyết, mồ hôi, ông đắp chăn cho chúng vào ban đêm như đối với con cái mình. Vì đàn ngựa là con của Pantelimon Hai Đúc, ông biết sứ mệnh của mình trên mảnh đất này là lo cho đàn ngựa. Nếu trong chuồng ngựa có chỗ còn trống thì ông không ngủ. Tôi đã ngủ, Dominisa, người chăn ngựa nói. Tôi già rồi, dễ ngủ lắm. Chú nói dối, Dominisa nói. Chú đợi Apostol về với đàn ngựa, có phải không? Đúng vậy, Dominisa, Pantelimon trả lời. Tôi đã nói dối khi nói rằng tôi đã ngủ. Xin lỗi cô. Dominisa ngồi xuống. Giờ đây Pantelimon đứng lên. Họ im lặng. Trong phòng Stella ngủ có ngọn đèn ngủ chiếu sáng với tượng thế George, soi sáng con rồng và ngọn lao xuyên qua nó. Nàng không thể ở đó. Cả ngày Dominisa lên đỉnh băng đối diện ngôi nhà ở Pitorava. Trên cao, Dominisa thấy thoải mái vì bão bên ngoài có cường độ như bão gầm thét trong lòng nàng. Nhưng lúc này, nàng ở gần đàn ngựa và gần Pantelimon, và nàng thấy ổn hơn là ở trong gia tắc. Trong phòng nàng có Stella đang ngủ như không có gì xảy ra. Tôi muốn giúp cô trong nỗi đau này. Tôi không biết nên làm như thế nào, Dominisa. Pantelimon Hai Đúc nói. Cố gắng giúp tôi cũng vô ích thôi, chú Hai Đúc à. Rosanna nói. Tôi cần công lý. Và công lý không phải con người có thể làm được. Con người muốn mạnh mẽ cũng vô ích. Anh ta không thể làm ra gió, ra mưa, ra mùa màng, cũng không làm ra công lý. Cái mà họ gọi là công lý chỉ là quy luật tính toán. Tôi khát khao công lý. Công lý thật sự, vĩ đại, chân chính mà chỉ có Thượng Đế mới có. Miệng tôi đang cháy, lòng ngực tôi, da thịt tôi cháy vì khát công lý. Tôi muốn công lý đến như một hòn tuyết lăn và nó nghiền nát tội lỗi và kẻ phạm tội. Và tôi biết rằng tôi không phải đợi lâu. Giờ sắp điểm rồi. Đừng làm đổ máu.
Pantaleon hai đút nói, điều ấy khiếp đảm lắm. Ông nhìn lưỡi rìu, chiếc rìu nhỏ có hai lưỡi mà Domnisa cầm trong tay. Ngốc nghếch, Domnisa Hosanna nói, nếu tôi có thể tạo công lý, chú nghĩ rằng tôi có thể đợi đến lúc này sao? Nhưng tôi biết là mình có thể trả thù. Và tôi không muốn chính mình rửa hận. Tôi muốn có công lý, một đồng lương đúng mức là điều mà con người không thể trả được. Chỉ có Chúa thôi. Pantaleon ngốc nghếch, chú nghĩ rằng tôi có phải phạm tội gì đam mê sao? Rửa hận à? Chú cho rằng một phụ nữ ở Petrolava có thể thấp hèn vậy sao? Chúng tôi, Pantaleon tội nghiệp, chúng tôi sống thân thể ở phía trên những áng mây gần trời và không thể phạm những hành động nhỏ nhen mờ ám như những người sống gần đất hơn gần trời. Chúng tôi bị kết án ở đây, ở Petrolava, phải khao khát tuyệt đối, vĩnh cửu và vô tận, và chúng tôi không thể thỏa mãn cơn khát với loại nước bình thường. Xin lỗi, Domnisa Hosanna, Pantaleon nói, tôi tin rằng cô không thể phạm một tội ác nào, nhưng tôi thấy cô đau khổ, và nỗi đau có sức phá hoại đối với lý trí con người hơn là rượu mạnh. Khi đau khổ quá, con người không biết mình đang làm gì, như những người sai. Xin lỗi cô. Tôi nhắc lại Pantaleon, đêm nay tôi đợi Thượng Đế ban bố công lý, bão tuyết và gió không dịu bớt nên phải có một phiên tòa. Có thể Thượng Đế sẽ ban ơn bằng cách mời chúng ta, tôi là người vợ bị xúc phạm, những cây thông, các ngọn núi, đàn ngựa, chú, tất cả chúng ta tham dự cuộc xử án này. Sẽ rất khủng khiếp khi kẻ phạm tội bị phán xét và bị trừng phạt ở nơi khác chứ không phải dưới mắt chúng ta. Domnisa có ý định làm đổ máu và nói rằng là Thượng Đế làm. Pantaleon nói, đừng làm điều đó, Domnisa của tôi không nên vào tù như một tội phạm. Ngủ đi chú, Rosanna ra lệnh, ánh sáng công lý quá mạnh đối với cặp mắt những kẻ hèn yếu. Mong rằng kẻ hèn nhát trở về hang ổ bẩn thỉu của mình và hắn ngủ khi đến giờ công lý. Chỉ có ai tin vào công lý thiêng liêng mới có quyền làm chứng khi công lý hoàn thành. Đi ngủ đi, Pantaleon tội nghiệp của tôi, chúc ngủ ngon. Rosanna ra khỏi chuồng ngựa, nàng đến xem Stella đã ngủ chưa. Nàng trở ra sân, lúc nửa đêm khi lũ gà trống gáy, nàng lại vào nhà. Và bây giờ, trước tượng thánh, vừa lắng nghe cơn bão bên ngoài và hơi thở bình yên của Stella, nàng chờ đợi và môi nàng khô rác vì khát công lý, như đôi môi của những người lạc trong sa mạc cháy bỏng.